Anh ở đây để xin số em. Em cho xin số được không nhỉ? Em cho anh ạ. À. Nóng mà anh Tiến ngồi góc kia đấy. Em ơi, cho anh xin số được không? Em gái. Cay nhỉ. Sáng cầm 88 gôn đi mày răng thùng. Chiều về tu ngồi Cadillac. Em mà xin số không cho đời. Anh em đi đâu sớm đấy? Dạ. Đi đâu sớm đấy? Đi ăn cưới con anh Hiệp. Ờ, Hiệp nào? Hiệp Nga. Hiệp Nga. Không quen biết tí người qua đúng không nhỉ? Hâm mộ người qua đúng không nhỉ? Dạ. Không quen biết tí nhưng mà hâm mộ người qua đúng không nhỉ? Mày bắn đấy chứ đéo ứng đâu kìa. Về bạn nghĩ tao phải đi mừng mà đi lên lịch của người phước ta này đi. Sống với tao mày nói thế buồn thế thì bịp. Bạn ơi. Có phải là Luân bịp đâu. Tao là Nguyễn Luân. Để ra Tết anh lấy vợ bạn về chơi. Ê, người ta là Nguyễn Luân chứ có phải là Luân bịp đâu. Nhiều khi bạn nói câu buồn vãi lờ. Mà thế giờ là cũng gọi là yêu quý anh ấy tí mà thấy cũng quý đấy bây giờ mừng quà được không? Là tôi rồi đấy. Hả? Ok bạn ạ. Ừ. Nói mừng nó 120 nhá. Đùa đó, có quen biết gì anh đâu. Để hôm nào anh BK tặng anh ít quà được. Đúng không? Mà nhắn tin cho bạn bằng cái đầu cờ nào đây. Tiến. Nhắn tin bạn bằng cái gì đây? Lúc ca chú bạn sao vậy? Hả? Cá chú. Có được đâu. Với lại mấy cái tele của tao là của mình mẹ cái nó khóa bị khóa hết rồi. Không có cái mấy cái nick tele của bạn trong đó. Bây giờ dùng bằng cái mới hết nó không có số. Mấy tele mà bữa anh nhắn tin bạn đó nó bị họ thu máy với nó khóa hết rồi, không có không lấy lại tele nữa vì là lập bằng số ảo á. Rồi mất hết rồi. Đòi nợ đi. Đói gì đòi nợ. Bạn nhắn đi xuống. Hôm nào bạn dẫn tôi vào cái bar hôm nọ tôi bạn chơi đi cho nên là tí uy tín nhỉ. Đợt đấy trông hơi bế chưa? Bạn bế quá hôm đó bạn vật quá, bạn bế quá. Hôm đó Tiến nó đi chơi mình mà hắn chơi được nửa tí nào á. Hola. À. Mafia ai này? Internet. Mafia Internet. À. Mafia Internet Việt Nam. Mafia Tok Tok. Ừ. Mafia Tok Tok. Mafia Internet Việt Nam. Facebook rồi, đúng rồi, Facebook rồi, giá bị của anh. Mafia Internet. À. Mày hỏi tao xong tao trả lời mày có hiểu không? Cái gì hiểu á? Có hiểu không? Không hiểu. Ờ. Bạn nói thế là hiểu làm sao được. Nó đi với bạn nhiều thế, thực ra bạn cũng chẳng hẳn thua. Cái mày nó đi với mình nhiều thế mà nếu dạy nó tiếng Việt thì quá kém rồi. Bạn ơi. Bạn này, bạn biết mấy người mà người Lào ấy, họ đi chơi với tôi, hiểu chưa? Xong là họ cứ gặp tôi bày họ tiếng Việt chỉ 3 bữa biết tiếng Việt luôn. Thấy không? Bạn nghe thấy không? Có nghe thấy không ấy?
cười kiểu không? Lô, có nghe thấy không? À, có nghe thấy không? Sao mà trắng thế? Mới làm bộ nhà sao mà trắng thế? Vâng anh, bộ nhà 220 triệu anh. Bộ nhà 220 à? Kinh à? Mẹ trắng thế. Được đấy. Dạo này có tiền có bạc rồi, nó phải sang người nhỉ? Mình phải chăm sóc bản thân anh à? Tặng cái gì anh? Rồi lắp cái gói này, cuốn này. À, tặng con ấy à? Để trong bụng một người cười đau ruột. Đâu đây? Clip này em đăng này. Như thế thôi. Đẹp thế. Úi giời, được. Chưa đợi đi làm bất ngờ ấy, chưa làm cái sân này đúng không? Làm một cái bất ngờ đi.
Đẹp luôn. Món anh đẹp. Hả? Anh em sang Tư Mã bảo là đang ở Hồng Yên gần nhà nó đây. Để tí sang bế cây không ạ? Anh lấy chỗ đấy ông ấy đừng đi. Đi sang Tư Mã cái đá chứ. Sang Tư Mã cái đá chứ. Ok rồi. Nóc rồi. Đứa thế rồi. Qua đây đây. Ở đây luôn rồi. Anh chỉ nhớ là trước cửa nhà em là cửa rất là to. Dưới Tư Mã chơi. Anh chỉ tặng em cái quần. Ừ, cái đá à. Chí này con cứa xin quần. Kéo nó trên đấy. Gần lớp. Anh khớt này tốt đẹp. Tặng quần rồi, tặng quần rồi. Dưới hết rồi. Ô chú ra chuẩn bị phần đi. Thế là nhìn bạn mình. Nhìn nhau từ đầu bữa ăn giờ luôn nè. Có không? Chín chín số nhá. Anh Hiệp. Có cả. Đây là tả lại nhau đôi hổ nhá. Đây đây. Một ba điên cưới nhá. Cháu ơi, xin hút vào. Dạ. Cứ xin anh em bên kia nhá. Cứ nhìn mình thôi, đéo hiểu. Cái chính là thằng mặt anh nhá. Tầm 2 mày làm mày tổ chức mày đúng không anh? Tầm 2 bỏ rồi. Tầm 2 tháng là 8 tháng cũng con mắt mình vừa mình nhìn. Đêm bảo em à, đêm đi em về đi việc nha. Đêm đi xuống đấy, về đi việc đấy, rửa lại em. Nhiều món quá nhỉ. Tên là gì chúng mày? Thấy không?
bảo em. Như rằng em ở trên đấy với anh em. Ở tôi cái gì? Ở từ 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 chờ anh. Tên tên là gì nhá? Rồi. Diễn viên à? Không phải, đúng rồi. Đó. Đó rồi à? Rồi đó nhỉ. Ướt đấy còn nhỉ? Thật. Nhà có bắn quần luôn tí. Đang có áo vào đâu thì đúng không? Tên là gì? Mắt nhìn lên nhá. Nhát thật. Áo đẹp nhỉ, áo mặc đẹp. Vô ra cái mẹ lũi ra ra. Mẹ à mày. Mẹ quá à. Thằng Sơn, người đâu có mẹ. Thủy Misa, Thủy Misa. Ok 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 ok. Quên quên tên là gì? Quên mẹ à. Đâu đâu, phía nào? Ai không phải, không phải. Thực vào đây là Thủy Misa, bố của tên là Huyền. Nhưng mà anh bị đau người quá. Không đi rồi. Anh ơi, đau xương quá trên là anh cảm thấy. Anh có bổi em, anh cho anh Kiên. Anh Kiên này. Anh đang đâu ấy? Đang Hà Nội. Thế nào hôm nay anh định về? Em anh. Thế hôm nay anh định về. Cứ cháu ơi. Đau xương quá. Nó bị dở rồi, đau xương quá. Anh để hôm nào xử anh sau nhá. Hôm nào đám cưới anh Hiệp xử anh sau nhá. Hôm nào xử anh sau. Được rồi. Hiệp đâu rồi? Hiệp đâu? Mừng cháu đi nhá. Anh biết. Anh làm một ly đi. Anh uống đi. Tao điếu em cầm cho cái. Dạ. Con gái Bùi Hiệp nhá. Chúng mày tiếc cái nhá. Dạ. Con gái Bùi Hiệp mà lại sợ Bùi Hiệp. Con gái Hiệp. Quay đầu cách thôi. Rồi anh em nhỏ nhá. Đời đang vui bỏ cuộc chơi đi chồng sớm như vậy thì. Đây, bia về không? Bia. Không được, lấy chồng xong rồi phải lo chứ, lấy chồng xong lại chơi tiếp rồi. Mẹ chồng. Ok, mẹ chồng. Đi làm mẹ chồng mình chạy thôi, còn chồng để lo thôi chồng. Chào mẹ, em ơi, chúc mừng anh. Vâng, kính thưa toàn thể các cô, các chú, các anh chị và toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay rất là hạnh phúc và rất vui cho gia đình được tiếp đón các cô, các chú, hai các chị, các nghệ sĩ, người bạn thân, người đồng nghiệp của gia đình đã về đây để chúc hạnh phúc chúc mừng ngày cho gia đình cũng như cho gia đình. Thì bây giờ thì em tới là các anh các chị cùng ở đây, để cùng vui. Nhưng muốn là không khí vui hơn nữa, đúng không ạ? Thì em xin được mời tất cả các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể gia đình của chúng ta cùng lâm ly, cùng đứng dậy, cùng với gia đình sẽ cùng
Trích lại có kéo tên gì không này? Trích qua lại tên gì? Quá con ở đây không ai. Rồi nghe mấy không? Anh Tiến Hiền cứ đâu vậy? Anh đi quân anh hiểu ra. Anh cưới vợ A à, không? Xin được gửi đến các bạn quý vị một ca khúc rất là tuyệt vời, rất là hay. Thật là một bài sơn xin mời quý vị nghe cũng là quý. À, có kéo tên gì không nhỉ? Anh ơi, à, em ơi, anh ở đây để xin số em cho xin số được không nhỉ? Em cho anh ạ. À. Nóng nó bảo anh Kiến ngồi góc kia đấy. Em ơi, cho anh xin số được không? Em ơi, em gái. Cay nhỉ. Sáng cầm 88 gôn đi mẹ răng thùng, chiều về tu ngồi ca đi nắc, thế mà xin số không cho ra đời hả? Đi nào vậy? Đi còn nãy không còn nãy mẹ chào anh theo câu tôi anh đang bận cũng được hôm nay em bảo em chào đúng rồi. Đến nào vậy? Đến Hà Nội dự thảo.
nhậu được.